Là một trong những địa bàn trung tâm của thành phố Đồng Hới, phường Hải Thành có mật độ dân cư đông. Người dân chủ yếu làm nghề dịch vụ thương mại, đánh bắt và chế biến hải sản. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn vẫn giữ thói quen cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng. Trước đây, sau khi cúng, người dân thường rải gạo, muối, vật cúng ra vỉa hè, lòng đường hoặc đốt vàng mã chưa có thùng đầy nắp, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Để thay đổi nhận thức của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Thành đã sáng tạo xây dựng mô hình hộ gia đình không rải đồ cúng ra vỉa hè, lòng đường và thành lập tổ vận động giám sát thực hiện mô hình. Trước kia là người dân cũng là mình là phong tục rằm về Tết đó là mình hay rải gạo muối về đồ vận tải ra đường là ảnh hưởng đến mỹ quan của đô thị. Từ khi mà mặt trận mà tổ chức cho các hộ dân là mình rải đồ cúng ra thì bỏ một cái khu vực nào đó cho sạch sẽ thì là cả hộ gia đình ở toàn phương là cùng chấp hành thôi. Mà việc là việc đúng nên chỉ là mình phải là dọn dẹp sạch sẽ với bỏ một góc nào đó để cho bảo vệ môi trường với đường phố. Đây là có thể nói là một cái mô hình được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn phương đánh giá khá cao. Có thể nói trong thời gian tới thì mặt trận phương cùng với các ban công tác mặt trận sẽ tổ chức tốt cái công tác vận động tuyên truyền đến mỗi một người dân trong cái thực hiện cái mô hình này. Đặc biệt trước hết là phải nêu cao cái tinh thần của cán bộ đảng viên đi trước, sau đó sẽ tiến hành vận động nhân dân trong toàn phường để thực hiện. Mô hình hộ gia đình không rải đồ cúng ra vỉa hè, lòng đường do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Thành xây dựng đã góp phần đảm bảo mỹ quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và tạo ấn tượng với du khách khi đến tham quan và trải nghiệm tại thành phố Đồng Hới.